Liên quan đến tình hình an ninh trật tự tại các địa phương là vụ án mạng xảy ra tại xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, Hà Nội. Khi phát hiện người đàn ông vào gara ô tô với dấu hiệu bất thường, nam thanh niên đã bắt người này lại trói, bịt miệng và hành hung dẫn tới tử vong. Và đây là chân dung 5 đối tượng vừa bị cơ quan chức năng bắt giữ để điều tra về vụ án mạng này. Cơ quan chức năng xác định vào khoảng 10 giờ ngày 29 tháng 8, nạn nhân tên là Ngô Thành TR, sinh năm 1995, trú tại Phú Cốc, xã Hà Hồi, có mặt gần khu vực nhà kho của công ty Thành Nam. Sau đó, 5 người đến bắt giữ đánh đập nạn nhân. 5 nghi phạm là Nguyễn Trọng Nam, 35 tuổi, Phạm Văn Thái, 23 tuổi, Đỗ Hòa, 26 tuổi, Tào Văn Trường, 22 tuổi và Hoàng Văn Túy, 23 tuổi, đều tạm trú tại Khuê Hồi, xã Hà Hồi, huyện Thường Tín. Các đối tượng khai nhận nghi ngờ nạn nhân đột nhập kho công ty Thành Nam để trộm cắp, nên đã cùng nhau bắt giữ, lấy chẻ bịt miệng và đánh đập dẫn đến chết người.